lại trở về bên dòng sông Vu Lan. Con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Chào chú. Thế cháu ở cơ sở là cháu là ở Vĩnh Phú hay Hà Nội? Con. Cháu ở Hà Nội. Ở Gia Lâm ở đâu? Cháu ở Hà Đông. À, giữa Đông. Vâng, à. Đại Mỗ Hà Đông. Vâng. Thế là mình lắp ráp những nhập khẩu hàng đặc. Vâng, linh kiện là linh kiện nhập khẩu. Còn lắp ráp là mình lắp ráp luôn. Cái này tất cả chức năng của nó như thế nào? Nó dùng Bluetooth này. Rồi. Cắm dây cũng được, cắm cổng quang cũng được. Không dây. Không dây được. Vâng, mic là mic không dây. Tất nhiên là mic phải không dây rồi. Đúng rồi, mic không dây. Không ai dùng mic dây đó, nhưng mà đôi mic này có chắc là chuẩn không hả? Mic chuẩn. Mic chuẩn không? Tí chú hát chú biết. Bộ sàn như này mà đã bộ như này chắc là phải chuẩn. Chú nghĩ với các cháu. Vâng. Giờ thì chúng mày chỉ gọi là mua 9 bán 10 thôi. Chắc vâng. Là phải chuẩn. Dạ vâng. Chú nghĩ các cháu thẩm định nghe còn hơn được các bác. Vâng ạ. Chúng mày thẩm định chuẩn mà chúng mày đã bán đồ là chắc là phải là bởi vì nó còn phải mình một cái này không thể làm giàu được đúng không? Đúng rồi, chính xác rồi chú ạ. Một chỗ không kinh doanh thì chúng ta nghỉ có tuổi rồi thế nhưng mà cái kinh doanh bây giờ nó chuẩn là như thế. Dạ vâng. Các cháu buôn bán phải có lãi. Vâng, vâng ạ. Còn khi nó có chữ thương hiệu rồi, không phải ở đây người ta mua một cái mà sau trên này còn là quảng cáo luôn. Chính xác chú ạ. Đấy mới là quan trọng. Vâng. Bởi vì cái đồ âm thanh này là thực sự là khách hàng khi mà mua là phải tìm hiểu rất là kỹ. Mình phải có uy tín, mình phải có cái thương hiệu. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe một ca khúc Câu đợi câu chờ. Ngày ấy bên bờ sông Nam, anh nghe câu hò vĩ vọng. Để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mong. Ngày ơi con đò đưa tiền, một người lữ khách đánh qua sông. Người ơi sao mà sâu lòng câu thương câu đời câu chờ. Lấy trở về bên dòng sông Vu Lan, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Mic bên này được xa là bao nhiêu? Mic của nó tối đa khoảng 70-80 mét. Bao nhiêu? 70-80 mét. 70-80 mét. Vâng. Ôi giời, khủng. Cái này chú ra tiếp gần gõ chú hát vẫn ok. À. Chúng có thử chú đứng ở ngoài nói rồi rồi không các cháu nói được chuẩn rồi đấy chú mà chú như tao nghĩ được khoảng 10 mét đấy bởi vì nó là loa công suất lớn nên là mic nó phải xa rồi. Vâng. Thế còn nó bắt bluetooth của cái điện thoại mình cũng cầm xa thấy được luôn không? Bluetooth thì nó sẽ gần hơn, nó tầm khoảng 30-40 mét bluetooth. Không có vật cản à. Tại vì là cái sóng bluetooth thì nó công nghệ nó khác so với sóng của mic cho nên là đương nhiên là nó sẽ không thể xa mic được. Cháu nghĩ là nhà chú chắc là cũng trang bị bộ karaoke trong nhà rồi đúng không? Không. Chưa có ạ? Không. À. Thế thì mua cái chả mấy em già ngồi. Bởi vì là khuôn viên nhà mình rộng đẹp như này thì mua con này nó cũng hợp lý. Cái này mình kéo ra ngoài được. Tận dụng không gian ngoài trời. Hát nó vừa hay mà nhiều khi mình tiệc tùng ngoài trời này nó hay hơn ở trong nhà. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Cánh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Để ngoài cái này sân nhà mình là nhà này, nhà mình là chơi bên ngoài. Vâng. Ở bên trong người chơi thì nghe gã không phải thích. Cháu nhìn cháu hiểu mà, cháu nhìn khuôn viên cháu biết rồi. Cái âm thanh trong phòng bây giờ nó khác. Vâng. Bây giờ không phải thành phố thì người ta phải âm thanh trong phòng. Đúng rồi. Mình ở vùng trên này thì tội gì âm thanh ngoài trời. Cháu nghe chú nói chắc chứng tỏ là chú cũng chơi âm thanh nhiều rồi đúng không? Chú cũng chơi tương đối am hiểu. Vâng. Cái này âm thanh phải lấy cho bọn tôi phải lấy quần iPhone mới hay. iPhone nó mới hay. Vâng. Mở máy iPhone nó mới hay. iPhone nó có giải mã âm thanh. Người vui bên ơi xót xa lời lời hương hình bóng ngang vòng tay tiếc nuối bước chân thân thường nghe giọt lòng. Chú xin cảm ơn cháu với bộ loa tuyệt vời là âm thanh của cửa hàng nhà cháu hay lắm rất là tuyệt.
tuyệt vời, chú xin cảm ơn. Hôm nay chú hát vậy là hết công lực rồi đấy. Ờ, chú có thể hát được một mình, chú đứng hát 2 tiếng đồng hồ được. 2 tiếng. Hát khoảng độ 20 bài liền. Vâng. Bình thường ra, bởi những người hát là phải có nước. Đúng rồi. Chú hát bình thường như này là... Với lại phải nhiều khán giả nữa chú. Không, khán giả không quan trọng. Chú nhưng mà chưa chú có thể chú ngồi hát 2 tiếng bởi vì chú đã live stream rồi. À. Chú đã biểu diễn được câu độ của bên ca thì một mình chú. Vâng. Người khác thì tuyệt vời quá rồi đúng không? Vâng. Người khác tuyệt vời rồi coi chẳng. Một cái giá thành như này với đôi ngọ này để mà sự kiện mình là quá hợp lý. Dạ vâng. Nó được mọi việc. Chứ vâng. Chú thật ra lắp 30 triệu bộ dàn nhà nghe nào được. Để chú bật lên nhá. Khởi động. Đấy, bật lên này. ba cái lên. Ok rồi. Khi tắt động tắt ba cái này. Hoặc là chú rút tổng ra cũng được. Thì đỡ phải bấm từng cái này. Không, ví dụ như khi mình tắt đi là tắt cả. Vâng, tắt cả ba cái. Thì còn ba cái này chú chỉnh đây là nhạc này. To nhỏ nhạc, to nhỏ có mic này, vang nhại này. Rồi chú biết. Còn cái này là chỉnh chuyên sâu rồi chú biết rồi. Thôi anh em cháu xin phép chú nhá. Rất cảm ơn chú. Vâng ạ. Hay lắm.